Nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua từ 18 giờ ngày 10 tháng 10 đến 6 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 14 ca dương tính mới. Cụ thể, huyện Ba Tri có 3 ca, cả 3 trường hợp này đều cư trú tại xã An Hiệp, có tiếp xúc với F0 và được phát hiện trong khu cách ly. Huyện Bình Đại 1 ca, có địa chỉ cư trú tại xã Thới Thuận. Đây là trường hợp người về từ thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly tập trung, phát hiện dương tính vào ngày thứ 7. Huyện Châu Thành ghi nhận 3 ca, các trường hợp có địa chỉ cư trú tại xã Quế Sơn 2 ca, hai trường hợp này tiếp xúc với F0, được phát hiện dương tính trong khu cách ly. Xã Tân Phú có 1 ca, đây là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, test nhanh tại chốt cầu Rạch Miễu kết quả dương tính. Huyện Dòng Trơm 1 ca là trường hợp người về từ thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dương tính trong khu cách ly tập trung vào ngày thứ 7. Ca bệnh có địa chỉ cư trú tại xã Hưng Lễ. Huyện Mỏ Cày Bắc 1 ca có địa chỉ cư trú tại xã Phước Mỹ Trung là trường hợp tiếp xúc với F0 trước đó, được phát hiện trong khu cách ly. Thành phố Bến Tre ghi nhận 4 ca, trong đó xã Phú Nhuận có 2 ca. Hai trường hợp này được phát hiện trong khu cách ly, có tiếp xúc với F0 trước đó. Phường 7 có 2 ca, gồm 1 ca tiếp xúc với F0 đã được cách ly trong khu cách ly và 1 ca trong khu phong tỏa, test nhanh lần 2 cho kết quả dương tính. Ngoài ra, trong số 14 ca mắc mới vừa được ghi nhận trong 12 giờ qua, còn có 1 ca là người ngoài tỉnh, trở về từ tỉnh Long An, có địa chỉ cư trú tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, được phát hiện dương tính trong khu cách ly tập trung. Tổng số ca dương tính toàn tỉnh 2.034 ca, tổng số ca ra viện 1.830 ca, tổng số ca tử vong 52 ca. Vì lợi ích của cộng đồng và của chính mình, hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống COVID-19.